Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 119 của Phòng khám Thành trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, gai gót chân là một thuật ngữ chỉ tình trạng viêm cân gan bàn chân. Đây là một bệnh lý phổ biến ở người trưởng thành, gây đau đớn và ảnh hưởng đến việc đi lại của bệnh nhân. Vậy gai gót chân là bệnh gì? Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về căn bệnh này mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, xin kính chào bác sĩ. À. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. À. Dạ, thưa bác sĩ, như Ngọc Quyên đã nói ở phần giới thiệu, thì chứng đau gót chân khi đi lại mà mọi người thường gọi là gai gót chân. Vậy bác sĩ có thể cho Ngọc Quyên cũng như cơ quý vị khán giả được biết bệnh gai gót chân là bệnh gì không ạ? À? thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả Cái bệnh gai gót chân ấy, hay còn được gọi bằng cái tên khác như là đau gót chân hay là viêm gan cân bằng chân Ngọc Quyên được. Thì Ngọc Quyên biết là cái 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 mặt dưới cái bàn chân mình ấy, nó có một cái nhóm mô cơ Nó có tác dụng liên kết cái gót chân và các cái xương bàn chân lại với nhau Nó nối từ cái xương gót bằng chân lên các cái xương bàn ngón chân thì cái đó gọi là một cái nhóm mô cơ nó có cái tác dụng là liên kết những cái xương bằng chân lại với nhau thì khi mà mình phải đi lại nhiều nó chịu một cái áp lực đè nặng như là những cái người mà phải mang vác nặng nề phải đi trên đất như chân trần trên một cái nền đất cứng mà một cái thời gian kéo dài lâu ngày như vậy thì nó gây ra cái triệu chứng viêm và khi mà nó xảy ra cái triệu chứng viêm thì cơ thể nó phản xạ lại bằng cách là là nó làm cho vôi hóa những cái nhóm gân cơ đó và nó hay vôi hóa nhất là ở cái phần gót chân cho nên là người ta đi lại rất là đau đặc biệt là buổi sáng khi mà ngủ dậy người ta bước chân những cái bước chân đầu tiên xuống rất là đau thì cái đó người ta gọi là bệnh gai gót chân thưa ngọc quyên dạ thưa bác sĩ khi mà mình bị gai gót chân thì những cái triệu chứng như thế nào biểu hiện ra ngoài ra sao bác sĩ có thể cho biết không ạ? À, thưa ngọc quyên thưa tất cả quý vị khán thính giả thì đối với lại cái bệnh gai gót chân này đó thì chủ yếu là chúng ta dựa vào các cái triệu chứng lâm sàng thì cái triệu chứng điển hình nhất đó là khi mà mà bệnh nhân mà vào một buổi sáng nào đó thì bệnh khi mà bệnh nhân bước chân xuống giường đi những cái bước chân đầu tiên thì khi mà đặt chân cái gót chân xuống cái nền đất cứng thì hoặc là cái nền gạch thì bệnh nhân đau thốn lên và đau từ cái cái gót chân lên khoảng chừng 3 4 cm từ cái dưới gót chân trở lên phía trên các cái ngón thì cái điểm đó là cái điểm đau nhiều nhất và khi mà bước xuống đi được một vài bước rồi đó thì cái cơn đau nó sẽ dịu dần dần không như những cái bệnh viêm khớp hoặc là thoái hóa khớp thì đi nhiều nó đau nhưng mà cái gai góc chân thì khi mà những cái bước đầu tiên thì nó đau nhiều và yeah. sau đó đi một lúc thì cái cái triệu chứng đau nó giảm dần yeah. và khi mà mình vận động nhiều mang vác nhiều đi lại trên những cái nền đất cứng hoặc là mình phải mang vác nặng nề yeah. thì cái triệu chứng nó cũng đau tăng lên khi mà chúng ta dùng tay ngọc Quyên, chúng ta ấn vào cái gót chân thì tính từ cái gót từ cái gót này đi lên trên khoảng 4 5 cm thì cái điểm đó là cái điểm đau thốn nhất thưa ngọc quyên dạ. dạ xin bác sĩ có thể cho quý vị khán giả cũng như ngọc quyên được biết là nguyên nhân hình thành nên gai gót chân không ạ à, thưa ngọc quyên thưa tất cả quý vị khán thính giả cái nguyên nhân gây gai gót chân là do cái hiện tượng nó căng cái cơ căng cái gân cơ nó bám từ gót chân lên các cái xương bàn ngón chân à, nó xảy ra khi mà chúng ta à, đi lại với một cái cường độ cao rồi cái áp lực lớn nó đè nặng lên trên cái gan gân bằng chân của chúng ta yeah. thì uh, lâu ngày với một cái cường độ liên tục như vậy thì nó xảy ra cái hiện tượng viêm. Và khi mà nó viêm như vậy đó thì nó cơ thể mình nó sẽ hình thành một cái uh, phản ứng. Nó làm cho uh, tăng sinh các cái tổ chức canxi nó bám vào các cái chỗ tổn thương đó. Yeah. Và lâu ngày thì nó gọi là là canxi hóa. Và khi mà mà mình chụp x quang lên đó thì mình sẽ thấy có những cái cái uh, phần nó lú ra nó càng quan thì người ta hay gọi là cái gai. chứ thực ra thì đó là những cái tổ chức canxi cái vùng gân gót chân đó và nó tạo thành những cái tổ chức đó người ta gọi là cái gai và có một số các cái yếu tố làm tăng cái nguy cơ đó. À, thứ nhất là cái bàn chân mình mà phải chịu cái áp lực nhiều như là mình đi lại nhiều à, rồi một cái thời gian dài như vậy rồi mình mang vác nặng. Uhm, như là những cái vận động viên uh, phải chạy bộ chẳng hạn mà mang giày nó không có phù hợp hay là những cái diễn viên múa ba lê cũng vậy người ta phải sử dụng cái gót bàn chân người ta rất nhiều những cái ngón bàn chân của người ta đó rồi người ta đi giày cao gót thì dạ. đó cũng là một trong những cái yếu tố nó làm dễ bị đau cái gót chân và cái thói quen sử dụng những cái giày cao gót của phụ nữ đó Ngọc Quyên Thì như trên màn hình đó Ngọc Quyên thấy đó là nếu mà cái cái gót mà nó nó không có chênh lệch so với cái mũi giày bao nhiêu thì cái đó không phải là gọi là giày cao gót. Giày cao gót là là cái chênh lệch giữa cái gót và cái cái những cái ngón cái bàn chân nó có một cái cái độ chênh lệch cao thì cái đó mình mới gọi là là cái giày cao gót. Yeah. Rồi uh, khi mà mình uh, mình uh, di chuyển trên những cái đôi giày như vậy thì nó làm cho căng cái cơ gân cơ bàn chân ra, nó nó cũng gây uh, cái hiện tượng gai góc bàn chân. Nó cũng góp phần làm cho cái bệnh uh, nó tiến triển nhanh lên. Kế đến nữa là viêm cái gân gót axin Thì khi mà cái gân gót axin là nó bị viêm nhiễm đó, thì uh, uh, nó cũng làm cho căng cái nhóm cơ vùng gan cân bàn chân ra nó làm cho cái dễ hình thành cái phản ứng viêm và do đó thì nó hình thành cái gai gót à, hoặc là những cái bệnh như là bệnh gút chẳng hạn à, rồi một số những cái chấn thương lặp đi lặp lại nhiều lần ở cái vùng gan bàn chân à, nó sẽ hình thành cái gai gót à, hoặc là những cái bệnh tự miễn khác như là lô bút ban đỏ à, khi mà lô bút ban đỏ nó xảy ra thì cái cơn đau nó sẽ xuất hiện vào buổi sáng sớm và nó sẽ giảm dần ở trong ngày dạ thưa bác sĩ bác sĩ có thể chia sẻ phát đồ để điều trị bệnh gai gót chân không ạ à, thưa ngọc quyên thưa tất cả quý vị uh, cái gai gót chân này nó nó không phải là một cái bệnh lý nguy hiểm tuy nhiên nếu mà mình không có điều trị kịp thời thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái vận động của chúng ta đặc dạ. biệt là khi mà chúng ta di chuyển đi lại như vậy thì nó rất là gây đau đớn và lâu ngày thì nó có thể hạn chế cái vận động của cái cái khớp bàn chân Uh, cho nên là việc mà chúng ta điều trị sớm là hết sức cần thiết được khuyên. Yeah. thì uh, nó có những cái uh, phương pháp điều trị sau, thứ nhất là dùng thuốc, thứ hai là vật lý trị liệu và thứ ba là phẫu thuật. Yeah. thì uh, đầu tiên là chúng ta um, ưu tiên đến việc uh, sử dụng thuốc trước. thì đối với cái bệnh gai gót chân này đó, thì uh, chủ yếu là các bác sĩ sẽ uh, cho người bệnh uh, một số các cái thuốc giảm đau, kháng viêm nonsteroid như là ibuprofen Celecoxib uh, hay là paracetamol chẳng hạn khi mà cái triệu chứng nó không giảm nó có cái chiều hướng nặng thêm lên thì uh, bác sĩ sẽ cân nhắc cho bệnh nhân một số các cái loại thuốc kháng viêm uh, corticoid thì uh, đối với lại các cái nhóm thuốc corticoid này thì nhất thiết là phải theo sự chỉ định của bác sĩ uh, người bệnh không có nên tự ý mua thuốc uh, corticoid để dùng tại nhà ừ. thì uh, những cái nhóm thuốc corticoid như là dexamethasone Rednisolon hay là Metin Rednisolon thì những cái nhóm thuốc đó người bệnh không nên tự ý mua mà phải có sự chỉ định của bác sĩ thưa học Quyên yeah. Phương pháp thứ hai là vật lý trị liệu. Thì đối với lại bệnh nhân mà bị gai góc chân này đó thì chúng ta có thể sử dụng một số các cái phương pháp để hỗ trợ cho cái gai gót nó nó mau phục hồi và nó làm cho nó tan những cái vôi hóa đó đi như là chúng ta dùng sóng siêu âm. Dạ yeah. Để mà, mà tác động vào cái, cái vùng mà nó bị vôi hóa đó Rồi người ta còn dùng các cái tia hồng ngoại uh, Sóng ngắn Nó tác động vào một cách liên tục Và với một cái được cường độ sóng âm cao như vậy Thì nó sẽ um, mài mòn được cái, cái, cái vùng mà nó vôi hóa đó đi thưa Ngọc Quyên Ngoài ra thì chúng ta có thể cho bệnh nhân chườm đá lên cái vùng đau nếu mà trường hợp bệnh nhân đau nhiều dạ. thì chúng ta chườm một khoảng 4 5 lần một ngày mà mỗi một lần duy trì từ 15 tới 20 phút thì dạ. nó cũng làm giảm cái cơn đau đi. Khi mà các cái biện pháp dùng thuốc và vật lý trị liệu không giảm thì cân nhắc sẽ dùng cái phương pháp điều trị bằng cách là phẫu thuật nội soi, người ta có những cái thiết bị rất là nhỏ. Người ta không cần phải phải rạch da ra mà người ta dùng những cái thiết bị nhỏ người ta đưa vào bên trong da vào cái cái vùng cái gai đó người ta mài mòn đi thì đây là một cái phương pháp mà rất là ít khi dùng thông thường thì chúng tôi chỉ cần cho bệnh nhân uống thuốc kháng viêm giảm đau một thời gian thì bệnh nhân sẽ khỏi và dùng những cái phương pháp vật lý trị liệu đó thì đa số là bệnh nhân khỏi thường là okay. rất ít khi phải dùng tới cái phương pháp phẫu thuật dạ người ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh à, xin bác sĩ hướng dẫn để cách để bệnh nhân được phòng bệnh ạ thưa ngọc quyên thưa tất cả quý vị khán thính giả đối với cái bệnh gai gót chân đó, khi mà cái tình trạng viêm nhiễm xảy ra thì thường là nó sẽ lắng động cái canxi ở trong cái vùng viêm nhiễm đó dạ. và lâu ngày thì nó hình thành cái gai dạ. cho nên là để đề phòng cái bệnh này đó thì chúng ta phải đi đứng trong cái sinh hoạt lao động nó hợp lý mang giày dép cho nó phù hợp tránh mang những cái đôi giày cao gót một thời gian dài liên tục. Tránh đi chân trần trên những cái nền đất nó không được bằng phẳng, nó cứng, nó gồ ghề mà mình lao động trên một cái nền đất mà nó không bằng phẳng như vậy thì một thời gian dài nó cũng ảnh hưởng tới cái gân cơ bằng chân và nó hình thành cái gai gót. Đặc biệt nữa là chúng ta phải duy trì cái trọng lượng cơ thể nó hợp lý, tránh cái tình trạng mà chúng ta dư cân, béo phì thì khi mà cơ thể của chúng ta cái cân nặng nó nó, nó dư như vậy đó thì các áp lực nó đè nén lên những cái cái khớp trong đó đặc biệt là cái gan cái cân gan bằng chân nó dồn hết cái trọng lực xuống như vậy thì nó dễ xảy ra cái tình trạng viêm cái gân cơ đó và nó xảy ra gai gót chân thưa ngọc quyên. Dạ. Yeah. Nói tóm lại thì khi mà chúng ta có những cái triệu chứng đau ở vùng gót chân ở vùng gan bàn chân thì tốt nhất là quý vị hãy nên tới bệnh viện để bác sĩ sẽ thăm khám cho quý vị đưa ra những cái chẩn đoán đúng và đưa ra những cái biện pháp điều trị phù hợp đối với từng người bệnh. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn Ngọc Quyên, xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị và phòng bệnh gai gót chân. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Kính chúc quý vị một ngày chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.